Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên, hôm nay chúng ta tiếp tục với tin tức thời sự của Việt Nam, thưa quý vị khán thính giả. Trong thời gian vừa qua có một cái tin tức rất ồn ào, đó là bà tổng giám đốc của công ty Bayer Việt Nam, bà tên là Lynette Moye-Julin, thì bà đã gửi tài liệu nhưng mà lại có đính kèm bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc, thưa quý vị. Cái tài liệu nó tên là Ensure Employee Safety is the first priority when COVID-19 pandemic just start. Tức là tài liệu hướng dẫn về cách phòng chống COVID-19 nhưng mà lại lồng thêm là một cái bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò 9 điểm. Thì chính bà tổng giám đốc này đã gửi cho các cấp dưới, cho nên là đã bị những cấp dưới Việt Nam phản đối, thưa quý vị, và đưa ra báo chí truyền thông, kể cả đưa ra cho chính quyền nữa. Thì hôm nay thì bà Du Linh này đã bị phạt 30 triệu đồng tiền Việt, thưa quý vị. Ngoài ra thì cơ quan chức năng cũng đã tịch thu cái điện thoại di động mà đã dùng để mà gửi thư điện tử, rồi có cái nội dung vi phạm. Nội dung vi phạm là theo cái nghị định 15 của năm 2020 ở điểm B khoản 7 điều 102, thưa quý vị. Thì bị phạt về cái tội gọi là sử dụng điện thư hay thư điện tử của cá nhân để cung cấp thông tin hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam. Đó là cái điều 102 của Nghị định 15/2020. Thì lúc đầu thì cũng ồn ào xôn xao. Lý do là bà này người nước ngoài, thưa quý vị, thì người ta dư luận cũng rất quan tâm là người Việt Nam nếu mà vi phạm thì chắc chắn là đã bị phạt rồi, nhưng mà liệu một người nước ngoài không hiểu biết về luật pháp Việt Nam mà vô tình thì có bị lỗi gì không, thưa quý vị. Thì hôm nay đã có một cái câu trả lời rất là rõ ràng là đã bị phạt 30 triệu và bị tịch thu một cái điện thoại di động. Thì đây là một cái lời cảnh báo cho tất cả những người nước ngoài, tức là những người không có quốc tịch Việt Nam, nếu mà vi phạm về những cái hình ảnh về đường lưỡi bò hay là những cái thông tin, những cái tin tức, những cái mà có thể gọi là vi phạm chủ quyền Việt Nam thì có thể là bị phạt, thưa quý vị. Đó là một cái thông điệp rất rõ ràng. Và người chánh thanh tra của Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định xử phạt bà Du Linh này, thưa quý vị. Thì bà Du Linh này đó là quốc tịch thì là Malaysia nhưng mà là gốc Trung Quốc, cho nên bà làm cho công ty Bayer. Công ty Bayer là một công ty về y tế, về thuốc men, thưa quý vị, là một công ty quốc tế, nhưng mà đây là một công ty con ở Việt Nam thì nó lấy tên là Bayer Việt Nam. Thì có thể là bà là người Trung Quốc cho nên bà quen rồi, thưa quý vị, hoặc là người gốc Trung Quốc, bà quen cái hình ảnh mà bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò, thưa quý vị, cho nên bà sử dụng những cái tài liệu từ phía Trung Quốc. Thì bà cũng có nói rằng là những cái tài liệu này thì bà lấy từ Trung Quốc, thưa quý vị, bản đồ bà lấy từ bên phía Trung Quốc, tại vì nói về cái dịch cúm Vũ Hán. Cái câu chuyện mà ồn ào về cái công ty Bayer Việt Nam này thì nó bắt đầu vào cuối tháng 4. Thì tổng giám đốc công ty Bayer Việt Nam đã gửi cái file tài liệu nó tên là COVID-19 Lesson from China, tức là học hỏi những kinh nghiệm chống COVID từ Trung Quốc. Thì trong cái file đó có đính kèm cái bản đồ đường lưỡi bò gửi cho các bộ phận cấp dưới qua hệ thống email của một cái điện thoại di động, và mục đích là nhằm để chia sẻ những bài học chống dịch thành công của Trung Quốc. Thì sau khi mà chia sẻ cho các trưởng bộ phận thì các trưởng bộ phận sẽ chia sẻ cho các nhân viên cấp dưới, tức là lan truyền ra.
thì nhiều nhân viên người Việt trong công ty bay Việt Nam đã phản đối vì cho rằng cái hình ảnh đường lưỡi bò mà trong tài liệu này là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, thưa quý vị. Thì câu chuyện nó lùm xùm cho đến ngày 15 tây tháng 5 thì thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Linh Moyu Linh này lên làm việc. Thì bà phải thừa nhận rằng cái file này nó có dung lượng là 19 megabyte và nói về chủ trương là phòng chống dịch bệnh đại dịch COVID-19. Thì bà nghĩ rằng là những cái đối phó, những cái cách mà chống dịch nó thành công ở Trung Quốc thì nên chia sẻ cho mọi người. Đó là cái lý do mà bà đã gửi ra. Nhưng mà có một cái trang chứa cái bản đồ phi pháp thì bà không biết là nó vi phạm chủ quyền Việt Nam. Cho nên là bà gửi một cách vô tư, quý vị. Mà gửi xuống cho cấp dưới thì tổng số cái nhân viên của công ty Bayer Việt Nam này nó khoảng 700 người ở Việt Nam, thì câu chuyện nó lại lùm xùm lên truyền thông rồi, và bà cũng không biết là chính điểm đường lưỡi bò là cái gì cả, nên bà vô tình và sử dụng. Thì chúng ta biết là dù vô tình hay cố ý nhưng mà đã vi phạm là vi phạm pháp luật, thưa quý vị, cho nên đã bị phạt. Chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe, ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn.